6 ngày tốt khai trương mở hàng đầu năm 2024 Giáp Thìn, cả năm giàu sang phú quý, tiền bạc, chật kép, đếm tiền mỏi tay. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, xem ngày tốt khai trương mở hàng đầu năm để mong có một năm buôn may bán đắt, đại cát đại lợi là một trong những cái việc được người buôn bán đặc biệt quan tâm sau cái dịp lễ Tết Nguyên Đán. Người kinh doanh thường chọn ra ngày mở hàng đầu năm để mong cầu một năm mới Giáp Thìn được hưng vượng, được sung túc đủ đầy và dễ mua dễ bán. Quý vị thân mến, ngày tốt mở hàng đầu năm thì sẽ bao gồm 10 ngày đầu tiên từ ngày mùng 1 Tết đến ngày Vía Thần Tài. Đó, từ mùng 1 đến ngày mùng 10 thì sẽ là những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc khai trương. Với quan niệm là đầu xuôi đuôi lọt, hành sự hay là đi lại cũng đều được thuận lợi trong những ngày đầu năm mới. Khi mà chọn được những ngày tốt thì nó sẽ hứa hẹn những cái điểm lành sẽ đến. Công việc thì được hanh thông may mắn, sự nghiệp, tiền tài đều được dễ thăng hoa, một bước hóa rồng. Đấy. Vậy nên, đâu là cái thời điểm để chúng ta khai trương vào cái dịp đầu xuân? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt để chúng ta có thể là khai xuân mở hàng hoặc là gì cầu tài cầu lộc trong cái dịp năm mới được may mắn và hành thông. Thì để chọn ra ngày mở hàng thì trong quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư cũng có cái tiêu chí, đúng không ạ? Có tiêu chí ngày mở hàng ở trang 173 nhé. 173 có ngày khai trương mở hàng đấy. Thì nó bao gồm này, ngày khai trương mở hàng nó hợp với những cái ngày là có thiên nguyện, ngày dân nhật, ngày trực mãn, trực thành, trực khai và ngày ngũ phú. Đó. Nó kỵ cái nguyệt phá đại hao, trực bình, trực thu, trực bế, kiếp sát, tai sát, nguyệt sát, nguyệt hình, nguyệt hại, nguyệt yếm, đại thời, đúng không? Tiểu hao, đại hao, đó, tứ phế, tứ cùng, ngũ mộ và cửu không. Vậy nên là sau khi loại bỏ tất cả những tiêu chí này đi thì Tử Thông sẽ chọn được cho quý vị và các bạn về 6 ngày tốt để quý vị tiến hành công việc khai trương, khai xuân mở hàng đầu năm chứ được thuận lợi và hàng may mắn. Thì trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông cũng sẽ chia sẻ thứ nhất là ngày tốt, thứ hai là giờ tốt, thứ ba là ngày đó hợp với những tuổi nào để cho quý vị chủ động hơn trong cái việc là chọn ra cho mình một cái tuổi, một cái ngày hợp ý nhất, đúng không ạ? Thưa quý vị, ngày tốt khai xuân đầu tiên trong cái năm 2024 nó Giáp Thìn ấy, thì đó chính là gì? Đó chính là ngày mùng 1 Tết. Ngày mùng 1 Tết. Đó. Ngày mùng 1 Tết thì nó là ngày Giáp Thìn. Đấy, Giáp Mộc, đúng không ạ? Thìn Thổ, Mộc Thổ là sông khác. Cái ngày này là ngày chế nhật, là ngày trung bình nhá. Nạp âm thì là Phúc Đăng Hỏa, nó kỵ cái tuổi Mậu Tuất, tuổi Canh Tuất. Ngày thuộc hành hỏa, khắc hành kim, đặc biệt các tuổi Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành kim nhưng mà không sợ bị khắc. Ngày Thìn thì lục hợp với Dậu, tam hợp với Tý và Thân, thành thủy cục. Xung Tuất, Hình Thìn, Hại Mùi, Hại Mão, Phá Sửu, Tuyệt Tuất và tam sát thì nó kỵ tuổi Tị Dậu Sửu. Cái ngày này thì có trực là trực mãn và có sao đê là cái sao hung cho bộ nhị thập bát tú. Nói chung là cái ngày mùng 1 Tết nó vẫn đang thuộc tiết khí của tiết lập xuân nhé. Nó là ngày mùng 10 tháng 2 dương lịch ấy. Thì cái ngày cái tiết lập xuân nó khởi từ ngày mùng 4. Cái cát thần trong ngày hôm nay ấy, cái cát tinh trong ngày mùng 1 Tết ấy, thì nó bao gồm có kim quỹ, kim đường, lục khố, lục nghi, ngũ đế sinh, phúc đức, thiên nhạc, đúng không ạ? Thiên quý, đấy, thiên tài tinh, thiên vu, thất thánh, tuế đức, vượng nhật và ngày đại minh. Thì đây sẽ là một cái ngày tốt để cho quý vị khai trương mở cửa hàng đầu xuân, mở hàng đầu năm. Đó. Và cái khung giờ tốt để chúng ta tiến hành công việc khai trương mở hàng đầu năm ấy thì đó chính là khung giờ sau này. Đầu tiên chúng ta có cái ngày Giáp Thìn nhá, thì giờ tốt đầu tiên là chúng ta từ 7 giờ đến 9 giờ sáng là giờ 7 đến 9 giờ sáng là giờ Thìn đấy. Đó. Thì trong cái giờ 7 đến 9 giờ sáng này thì chúng ta có cái gì? Có các sao như là có Thanh Long này, có Quý Đăng Thiên Môn này, có Tứ Đại Cát Thời này, có Thời Kiến Minh Tinh, Thời Hình Lục Mậu, Thổ Tinh Lôi Binh. Nó là một khung giờ tốt để quý vị tiến hành công việc khai trương mở cửa hàng đầu năm. Tiếp theo là giờ thứ hai thì chúng ta xét đó là 9 đến 11 giờ nhé. Giờ thứ hai là 9 đến 11. 9 đến 11, 11 giờ nó là giờ Tỵ, đúng không? Giờ Tỵ nó là giờ Kỷ Tỵ đấy. Thì trong cái giờ Tỵ thì có Minh Đường, đó. Có Ngũ Hợp, có Ngũ Quỷ, La Hầu, có La Thiên Đại Thoái, Kiếp Sát, đúng không? Trong giờ này thì có gì? Có được cái Minh Đường Hoàng Đạo, nên là chúng ta cũng có thể tiến hành cái việc là khai trương mở hàng đầu năm và
và trong cái khung giờ này cũng được thuận lợi, may mắn và hanh thông. Đó là những cái giờ ngày đầu tiên nhá. Như vậy ngày tốt đầu tiên nó sẽ là ngày mùng 1 Tết, đúng không ạ? Ngày mùng 1 Tết. Ngày tốt thứ hai thì nó sẽ rơi vào ngày mùng 4 Tết. Mùng 4 Tết nó sẽ là ngày Đinh Mùi. Ngày Đinh Mùi. Ngày Đinh Mùi nó sẽ rơi vào ngày 13 tháng 2 năm 2024. Ngày Đinh Mùi tức là ngày gì? Can, chi, nó tương sinh. Nó gì? Can là gì? Đinh là hỏa, Mùi là thổ, nó hỏa thổ tương sinh. Tức là gì? Can sinh cho chi. Nó là ngày cát, là ngày bảo nhật. Nạp âm của ngày nó là thiên hà thủy, nó kỵ tuổi Tân Sửu và tuổi Kỷ Sửu. Ngày thuộc hành thủy thì khắc hành hỏa, đặc biệt các tuổi Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc hành hỏa nhưng mà không sợ bị khắc. Ngày Mùi thì lục hợp với Ngọ, tam hợp với Mão và Hợi để tạo thành mộc cục. Đó, ngày Mùi thì xung với Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất, tuyệt Sửu, tam sát kỵ ba tuổi là Thân, Tý, Thìn. Ở trong ngày hôm nay thì có trực là trực chấp và có sao Vĩ là cái sao cát trong bộ nhị thập bát tú. Và cái ngày mùng 4 Tết thì nó vẫn thuộc tiết khí của tiết lập xuân nhé. Ở trong ngày hôm nay thì có các sao tốt như là gì? Chi Đức, đấy, có Kính An, có Kính Tâm, Ngọc Đường, đấy, có Thiên Thành, Thiên Đức, đấy, Thần Tại và Tứ Tướng. Vậy nên nó là một cái ngày tốt để cho quý vị tiến hành công việc khai trương. Đó. Và trong cái ngày Đinh Mùi này thì chúng ta sẽ có những giờ tốt sau. Thì đầu tiên là 5 đến 7 giờ sáng. Nó là giờ Mão, đúng không ạ? Nó là giờ Quý Mão. Thì được cung diện là Hợi Mão Mùi là tam hợp. Đấy. Cái trong cái giờ Mão nó là cái giờ có Thiên Đức Hoàng Đạo, đúng không ạ? Có tam hợp, có mộc tinh, có ngũ bất ngộ, tuần trung không phong. Nhưng nó cũng được xếp vào một chỗ khung giờ tốt. Giờ thứ hai ấy, thì quý vị có thể mở trang 127 nhé. 127 ra để tìm cho mình những giờ tốt nhất nhé. Giờ tốt thứ hai là 9 giờ đến 11 giờ. 9 đến 11 giờ. 9-11 giờ thì nó là giờ Ất Tỵ, nó có Ngọc Đường Hoàng Đạo, có Đế Vượng, có Dịch Mã, đó, nó cũng là một khung giờ tốt. Đó là cái ngày mùng 4. Tiếp theo chúng ta xét ngày thứ 3 là ngày mùng 6, đúng không? Ngày mùng 6. Ngày mùng 6 nó là ngày Kỷ Dậu, ngày Kỷ Dậu. Thì trong ngày Kỷ Dậu này nó chính là sẽ rơi vào ngày 15 tháng 2 dương lịch. Đó. Và cái ngày Kỷ Dậu ấy thì có Can sinh cho Chi, tức là Kỷ Thổ sinh Dậu Kim. Đó, là ngày cát nhật. Đó. Nạp âm của ngày là đại dịch thổ, kỵ cái tuổi Quý Mão và tuổi Ất Mão. Ngày thuộc hành thổ thì gì khắc hành thủy, đặc biệt các tuổi Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành thủy nhưng mà không sợ bị khắc. Ngày Dậu thì lục hợp với Thìn, tam hợp với Sửu và Tỵ tạo thành gì? Tạo thành mộc cục. Đấy, Dậu thì xung với Mão, hình Dậu hại Tuất, phá Tý, tuyệt Dần. Ở trong ngày hôm nay có trực là trực nguy và cái sao đẩu là cái sao cát cho bộ nhị thập bát tú. Và cái tiết khí của ngày Kỷ Dậu nó vẫn là tiết lập xuân nhé. Các cát thần trong ngày hôm nay thì có cát khánh, minh phệ, phúc sinh, thiên ân, thất thánh, thần tại, thủ nhật, trừ thần, tuế đức, thiên đức hợp, đúng không ạ? Và gì, có âm đức, đấy, đại minh. Nó là một ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc khai trương. Và trong cái ngày này thì chúng ta có thể khai trương các khung giờ sau này. Đầu tiên là từ 7 giờ đến 9 giờ. Thì nó là giờ Mậu Thìn. Giờ Mậu Thìn được cục diện là Thìn Dậu nhị hợp. Vậy nên nó sẽ có gì? Nó sẽ có lục mậu thổ tinh lôi binh tứ đại cát thời, có lục hợp vũ khúc và minh tinh. Thì đây là một khung giờ tốt đầu tiên. Thứ hai là nó sẽ rơi vào cái giờ tốt thứ hai là gì? Từ 11 giờ đến 13 giờ. 11 đến 13 giờ thì nó là giờ Ngọ, giờ Canh Ngọ. Nó có kim quỹ, đấy, có gì? Ngũ phú, có nhật lộc, có kim tinh. Và nó cũng là một khung giờ tốt để cho chúng ta tiến hành công việc khai trương vào trong giờ này. Thứ ba là gì? Chúng ta có thể tiến hành vào khung giờ 13 đến 15 giờ. 13 đến 15 giờ nó là giờ Mùi, nó là giờ Tân Mùi. Thì nó có Thiên Đức Hoàng Đạo, có Phúc Tinh Quý Nhân, có Tứ Đại Cát Thời, có Thái Dương. Đấy, nó cũng là một cái giờ tốt để cho quý vị lựa chọn. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến ngày mùng 8 Tết là ngày tốt thứ tư. Mùng 8 Tết thì nó sẽ là ngày Tân Hợi. Ngày Tân Hợi thì nó sẽ rơi vào ngày 17 tháng 2 dương lịch ấy. Ngày Tân Hợi thì có gì? Có thiên can là Tân, địa chi là Hợi, Tân Kim, Hợi Thủy, Kim Thủy tương sinh, tức là ngày gì? Ngày nó là một ngày cát, là ngày bảo nhật đấy. Nạp âm của ngày là Thoa Xuyến Kim, nó kỵ tuổi Ất Tỵ và tuổi Kỷ Tỵ. Ngày thuộc hành kim thì khắc hành mộc, đặc biệt các tuổi Kỷ Hợi và nhờ có kim khắc mà được lợi. Ngày Hợi thì lục hợp với Dần, tam hợp với Mão và Mùi để tạo thành mộc cục. Hợi thì xung với Tỵ, hình Hợi, hại Thân, phá Dần và tuyệt Ngọ. Trong ngày này thì có trực là trực thu và cái sao nữ là cái sao hung cho cái bộ nhị thập bát tú.
Và cái ngày mùng 8 Tết này vẫn thuộc tiết khí của tiết Lập Xuân nhé. Vẫn thuộc tiết khí Lập Xuân. Trong cái ngày Tân Hợi thì có các thần như là có gì? Có Bất Tướng, Lục Hợp, Mẫu Thương, Nguyệt Đức Hợp, Ngũ Phú, Thiên Ân, Thất Thánh. Đấy, Thất Thánh và gì? Đại Minh. Như vậy gì? Cái ngày Tân Hợi nó có cái sao tốt cho khai trương, đó là Ngũ Phú và cái gì? Nguyệt Đức Hợp. Đó. Nó sẽ là một cái ngày cũng khá là tốt lành ấy. Vậy nên quý vị có thể lựa chọn cái ngày này nhá, ngày mùng 8 Tết. Thì trong cái ngày Tân Hợi này này, quý vị có thể khai trương lúc 7 đến 9 giờ. Nó là giờ Thìn đúng không ạ? Thì trong cái 7 đến 9 giờ nó là giờ Nhâm Thìn, nó là giờ tư mệnh hoàng đạo, có tứ đại cát thời, có thái dương, có đường phù. Đấy, có hữu bật, minh tinh, nhiệt mộ, triệt lộ không vong. Nó cũng là một khung giờ tốt để chúng ta tiến hành công việc khai trương. Thứ hai là quý vị có thể tiến hành lúc 5 đến 7 giờ sáng cũng là tốt. Hoặc là gì? Có thể làm vào cái lúc 11 đến 13 giờ trưa. 13 giờ cũng được cát lành và may mắn. Thì cái giờ Ngọ nó có Thanh Long Hoàng Đạo, nó có Thiên Ất Quý Nhân, có La Thiên Đại Tiến, có La Hầu, nhưng mà nó cũng được xếp vào khung giờ tốt để chúng ta tiến hành công việc khai trương. Tiếp theo là quý vị có thể khai trương vào giờ Mùi lúc 13 đến 15 giờ. Và trong cái giờ Mùi thì nó có gì? Nó là giờ Ất Mùi ấy. Nó có Minh Đường, có Tứ Đại Cát Thời, có Tam Hợp, có Vũ Khúc, có Thổ Tinh. Nó cũng là một khung giờ tốt để cho quý vị lựa chọn. Tiếp theo chúng ta xét đến ngày mùng 9. Ngày tốt thứ 5 là ngày mùng 9. Ngày mùng 9 thì nó là ngày Nhâm Tý. Ngày Nhâm Tý đúng không ạ? Ngày Nhâm Tý nó sẽ rơi vào ngày 18 tháng 2 dương lịch. Và ngày Nhâm Tý có can là gì? Nhâm là thủy, Tý là thủy đúng không ạ? Ngày có can chi tương đồng, nó là ngày cát. Nạp âm của ngày là tang đố mộc. Nó kỵ cái tuổi là Bính Ngọ và tuổi Canh Ngọ. Trong cái ngày hôm nay thì nó thuộc hành mộc. Mộc thì khắc thổ. Đặc biệt các tuổi Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn nó thuộc hành thổ nhưng không sợ bị mộc khắc. Ngày Tý thì lục hợp với Sửu, tam hợp với Thìn và Thân tạo thành thủy cục. Tý thì xung với Ngọ đúng không ạ? Hình Mão, hại Mùi và phá Dậu tuyệt tị. Đó. Trong ngày hôm nay có trực là trực khai và cái sao hư là cái sao hung trong bộ nhị thập bát tú. Tiết khí của cái ngày mùng 9 Tết thì nó là tiết khí Lập Xuân nhé. Các cát thần trong cái ngày Nhâm Tý này nó bao gồm có ngày có Mẫu Thương, Nguyệt Không, Ngũ Đế Sinh, Sinh Khí, Thanh Long, đấy, Thiên Thụy, Thiên Ân, Thiên Đức Hợp, Thất Thánh, Thái Dương, Ích Hậu, Đại Hồng Sa và Đại Thâu. Đó là những cát thần rất tốt cho cái việc là gì? Khai trương. Và trong cái ngày Nhâm Tý này thì chúng ta có giờ tốt đầu tiên để khai trương, đó là 5 đến 7 giờ. 5 7 giờ thì nó là giờ Quý Mão. Giờ Quý Mão có Ngọc Đường đó, có Thiên Ất Quý Nhân, có Mộc Tinh, có Thời Hình, Thiên Cương, Tuần Chu Không Vong, Triển Lộ Không Vong, nó cũng là một khung giờ tốt. Thứ hai là 7 giờ đến 9 giờ sáng là giờ Thìn. 7 giờ đến 9 giờ là giờ Thìn. Giờ Thìn thì nó là giờ Giáp Thìn ấy, có Thiên Lao, nó có Kế Đô, Quả Tú, Nhật Mộ. Nhưng mà bên cạnh đó nó có Phúc Tinh Quý Nhân, có Tứ Đại Cát Thời, có Tam Hợp, có Vũ Khúc, có Minh Tinh. Nên đây cũng là một cái khung giờ tốt để quý vị tiến hành khai trương. Thì ngoài ra ấy, quý vị cũng có thể tiến hành khai trương vào cái khung giờ là 15 đến 17 giờ. Đây là cái giờ mở hàng nhé. Cái ngày mở hàng lúc nào nó cũng tiêu chí, nó cũng nhẹ nhàng hơn. Chọn cái ngày khai trương. Đây là những cái ngày tốt ấy. 15 đến 17 giờ nó là giờ Mậu Thân. Thì nó có Thanh Long Hoàng Đạo, có Quý Đăng Thiên Môn, có Tam Hợp, có Thái Dương, có Trường Sinh, Ngũ Bất Ngộ, Lục Mậu và Lôi Binh. Nó cũng là một khung giờ tốt để cho quý vị tiến hành. Đó. Tiếp theo chúng ta xét đến ngày tốt thứ 6 để khai trương, đó là ngày mùng 10 Tết. Ngày mùng 10 nó là ngày Quý Sửu. Đó. Nó rơi vào ngày 19 tháng 2 năm 2024. Ngày Quý Sửu tức là gì? Quý Thủy, Sửu Thổ, Thủy Thổ nó tương khắc là ngày phạt nhật đấy. Nạp âm của ngày là tang đố mộc. Đó. Tuổi kỵ cái tuổi là Đinh Mùi và tuổi Tân Mùi. Cái ngày thuộc hành mộc thì khắc hành thổ, đặc biệt cái tuổi Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tỵ nó thuộc hành thổ nhưng không sợ bị mộc khắc. Ngày Sửu thì lục hợp với Tý, tam hợp với Tỵ thành kim cục. Xung Mùi hình Tuất, hình Ngọ, phá Thìn, tuyệt Mùi, tam sát kỵ cái tuổi là dần Ngọ Tuất. Trong ngày hôm nay có trực là trực bế và cái sao nguy là cái sao hung trong bộ nhị thập bát tú. Và tiết khí của cái ngày mùng 10 Tết ấy, thì nó là tiết Vũ Thủy nhá. Tại vì cái tiết Thanh Minh nó khởi từ ngày mùng 4 đến ngày 18. Từ ngày 19 tháng 2 là cái tiết Vũ Thủy nó khởi, đúng không? Và trong cái ngày hôm nay ấy, thì có các cát thần như là có Minh Đường, có Thiên Ân, Thất Thánh, có Tục Thế, có Đại Hồng Sa. Nó cũng là một cái ngày khá là cát. Hơn nữa ngày này là ngày vía thần tài nữa. Nên là quý vị khai trương vào ngày này cũng được nhiều cái cát lợi may mắn, được thần tài ban phúc ban lộc mà có được cái may mắn giàu sang. Đó. Giờ tốt để tiến hành công việc khai trương trong cái ngày Quý Sửu đầu tiên là từ 5 đến 7 giờ, đúng không ạ?
Năm 7 giờ nó là giờ, nó là giờ Mão. Giờ Ất Mão thì có Thiên Đức, có Bảo Quang, có Thiên Ất Quý Nhân, có Phúc Tinh Quý Nhân, có Thái Dương, có Trường Sinh, có Tuần Trung Không Vong, có Cửu Số, nhưng nó cũng là một khung giờ tốt để khai trương. Tiếp theo cái giờ tốt thứ hai là chúng ta có giờ Tam Hợp là gì? 9 đến 11 giờ. Thì nó là giờ, nó là giờ Tỵ. Nó là giờ Đinh Tỵ. Thì trong giờ Tỵ thì có Ngọc Đường Hoàng Đạo, có Thiếu Vi Tinh, có Thiên Ất Quý Nhân, có Tam Hợp, có Thiên Xá, có Thủy Tinh, có Quả Tú, có La Thiên Đại Thoái. Vậy nên nó cũng là một cái khung giờ tốt để cho quý vị có thể lựa chọn làm cái khung giờ khai trương. Như vậy là gì? Trong cái video ngày hôm nay, Tử Thông đã sử dụng cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư để tìm ra cho quý vị và các bạn những cái ngày giờ tốt nhất để cho quý vị tiến hành công việc khai xuân, mở hàng, cầu tài, cầu lộc trong cái dịp đầu xuân năm 2024, giúp cho mọi việc được hanh thông thuận lợi. Quý vị hãy tham khảo thêm quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn ra cho mình những ngày tốt, giờ tốt để quý vị có thể là tự tiến hành xem ngày mà không phải nhờ đến bất kỳ ai. Thưa quý vị, thì vậy thì trong những cái ngày này thì nó sẽ hợp với những tuổi nào? Thì ngay sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Thì đầu tiên là cái ngày Giáp Thìn. Đấy. Cái ngày Giáp Thìn thì chúng ta hợp với những người tuổi Tý, tuổi Thân và tuổi Dậu. Đấy, những người tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Dậu thì có thể chọn ngày này. Thì được cắt lợi và may mắn, được tam hợp và lục hợp. Bên cạnh đó thì cái ngày Giáp Thìn này thì chúng ta kỵ tuổi Tuất nhé. Tuổi Tuất, tuổi Sửu, tuổi Mùi và tuổi Mão thì quý vị cũng hạn chế chọn những cái ngày Thìn này. Đó. Quý vị có thể chọn những ngày khác. Tiếp theo là chúng ta có ngày mùng 4 Tết là ngày Đinh Mùi. Thì trong cái ngày Đinh Mùi ấy, trong ngày Đinh Mùi thì ngày Mùi thì hợp với Ngọ đúng không ạ? Những người tuổi Ngọ thì có thể chọn ngày Đinh Mùi. Những tuổi Ngọ là một, thứ hai là gì? Tuổi Hợi, tuổi Mão thì cũng chọn ngày Đinh Mùi thì sẽ được cát lợi và may mắn. Những người tuổi Sửu, tuổi Tý, tuổi Tuất và tuổi Thìn thì cũng hạn chế chọn ngày Mùi nhé. Tiếp đến là gì? Ngày mùng 6 Tết là ngày Kỷ Dậu. Ngày Kỷ Dậu thì chúng ta có Dậu hợp với Thìn đúng không ạ? Tam hợp với Tỵ và giờ Sửu. Như vậy là cái ngày Hợi này thì hợp với những người tuổi Thìn, đấy, tuổi Tỵ và tuổi Sửu sẽ được cát lợi và may mắn. Thì những người tuổi Thìn, Tỵ, Sửu hãy cứ chọn ngày Dậu này. Ngày Dậu thì Dậu xung Mão nên là những người tuổi Mão là một, thứ hai là gì? Tuổi Tý và tuổi Ngọ cũng hạn chế chọn cái ngày mùng 6 nhé. Tiếp theo đến ngày mùng 8 là ngày Tân Hợi. Ngày Tân Hợi thì chúng ta có Hợi và Dần. Những người tuổi Dần thì sẽ rất là, thứ hai là tuổi Mão và tuổi Mùi. Đấy, như vậy là những người tuổi Hợi, Mão, Mùi, Dần thì sẽ hợp khai trương mở hàng trong ngày Tân Hợi đầu năm. Tiếp đến là đến ngày mùng 9, mùng 9 là ngày Nhâm Tý. Thì ngày Nhâm Tý chúng ta có Tý Ngọ tương xung. Vậy nên những người tuổi Ngọ và những người tuổi Mùi thì không nên chọn cái ngày Nhâm Tý này. Ngày Nhâm Tý này thì nó sẽ được gì? Chúng ta có Tý Sửu nhị hợp thì những người tuổi Sửu có thể chọn được. Thứ hai là những người tuổi Thân và tuổi Thìn cũng sẽ rất là cát lợi và may mắn nếu mở hàng vào cái ngày mùng 9 Tết. Tiếp đến là ngày thứ 6 là ngày mùng 10 Tết. Ngày mùng 10 nó là ngày Quý Sửu, ngày Vía Thần Tài ấy. Thì Sửu xung với Mùi và hại Ngọ. Vậy nên những người tuổi Ngọ, tuổi Mùi thì không nên tiến hành khai trương mở cửa hàng trong ngày mùng 10. Quý vị có thể chọn những ngày khác được cát lành và may mắn hơn. Đó. Bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể chọn ví dụ như là những ngày mùng 4 ngày Đinh Mùi này. Ngày Mùi thì quý vị có thể hợp với những người tuổi Giáp, Mậu và Canh, tức là những người có đuôi năm sinh là số 4, số 8 và số 0 thì sẽ hợp với khai trương ngày Đinh Mùi. Thứ hai, xét về thiên can thì cái ngày Dậu ấy thì chỉ có những người có thiên can là Tân thì Lộc, Dậu, đâm ra là cũng sẽ hợp với ngày này. Tiếp theo là những người tuổi Hợi thì những người có thiên can Nhâm. Nhâm thì lấy Lộc tại Hợi cũng sẽ rất là được tốt. Những người tuổi Tý thì những người có thiên can Quý thì sẽ chọn cái ngày Tý để khai trương cũng rất là tốt. Đó. Đó là những cái chia sẻ của Tử Thông về ngày tốt, giờ tốt để quý vị tiến hành công việc mở hàng, khai xuân, cầu tài, cầu lộc đầu năm. Thì tất cả đã được Tử Thông trình bày trên bảng. Quý vị có thể chép lại, chụp lại và chọn ra cho mình một cái ngày phù hợp, đấy, hợp tuổi, hợp mệnh để quý vị có thể chủ động hơn trong cái công việc là chọn ra ngày tốt để khai trương, giúp cho quý vị đắc tài, đắc lộc, đấy, làm ăn gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong cái dịp đầu năm. Các cụ có câu nói là gì? Đầu xuôi đuôi lọt. Vì vậy thì những ngày đầu năm mà có được cái tài lộc, có được cái may mắn, có được cái sự thuận lợi thì cả năm đó được coi như là một cái năm may mắn thành công đến với quý vị. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở trong những cái video tiếp theo. Xin cảm ơn.